Mạnh Quỳnh bất ngờ tiết lộ bài hát đặc biệt tặng riêng cho Phi Nhung khiến khán giả xúc động. Không phải Xuân Vắng Em, cũng chẳng phải Lặng Lẽ Bên Người, Lý Còn Sáo Bạc Liêu thì chắc chắn lại càng không. Vì theo lời con gái Phi Nhung là Wendy Phạm, thì Mạnh Quỳnh sẽ chỉ thể hiện sáng tác này trong đêm nhạc Phi Nhung ở Việt Nam. Đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất Mạnh Quỳnh sẽ thể hiện ca khúc này. Là đứa con tinh thần tâm huyết nhất của nam ca sĩ suốt những tháng ngày Phi Nhung ra đi. Sau đây xin mời quý vị và các bạn xem phần giới thiệu cực kỳ xúc động của Mạnh Quỳnh. Xem tiết mục này có gì đặc biệt nhé. Nhiều người hãy ngủ đi giấc ngủ ngàn thôi. Đây là bài hát sau cùng, lời biệt ly Quỳnh xin hát tặng Như. Xin nhớ cho rằng trọn đời này Quỳnh sẽ không bao giờ quên được Như. Cách đỡ sao? Và dối mình cánh trời. Nhung để ta anh để ta yêu suốt đời. Ngay cả em hay là ngay cả anh cũng đều không biết ngày mai chúng ta sẽ thế nào. Ai sẽ phải để tan ai? Ai sẽ phải đi trước? Từ giờ về sau, anh phải biết giữ sức khỏe. Hãy sống thật tốt, hãy sống thay phần của em, hãy hát và hát thay phần của em anh nhé. Hãy nhớ là ăn uống đầy đủ. Và nếu như anh có về Việt Nam thì lần tới này em không ra đón anh được nữa rồi. Cuộc đời này như thế là quá tốt với em rồi. Chỉ là có đôi khi em thật sự rất mệt, rất mệt. Chúng ta là một đôi anh nhỉ, là hai mảnh ghép. Một mảnh ghép là em. Anh ơi, em mệt rồi. Em thật sự rất mệt rồi. Em đi lần này sẽ không quay về nữa đâu.